Lần này thì tiêu thiệt rồi. Giống như là tiến sĩ Common vừa nói với chúng ta vậy. Tiến sĩ Stan muốn thống trị thế giới đó. Đáng ghét. Bây giờ chúng ta phải làm cái gì đây? Hot đó và tạm biệt nha. Sao à, mau nghĩ cách đi. Isaac lại bắt mình hy sinh mày. Mày à, cậu không sao chứ? Isaac, tôi nhất định phải hoàn thành được sứ mệnh này. Hy vọng cậu có thể giúp đỡ tôi. Mai à, cậu sẽ tự quỷ đó. Tôi sẽ không để cậu hy sinh như vậy. Cậu là người điều khiển giỏi nhất. Tôi có thể đá bóng chung với cậu, tôi cảm thấy rất vui vẻ. Tôi nhất định sẽ ghi nhớ những kỷ niệm của chúng ta. Nhất định sẽ có cách khác mà. Cậu đừng bỏ cuộc. Mai à, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau vượt qua mà. Mai à, tôi còn chưa thua. Cú xuất siêu nguyên tử. Phòng thủ dung nham. Mai à, cú sút lúc nãy căn bản không phải là cú sút ghi điểm, mà là cú sút phá hủy Mai, giành lấy mạch xử lý. Cố gắng lên Mai. Đừng có gục ngã mà. Cố gắng lên Mai.
Các đồng đội chân trần, Shadow, Titan, Satellite, Dynamo, Squib, Shield có thể sát cánh bên các cậu. Tôi cảm thấy rất vui. Mai à, đừng làm vậy. Các vị chỉ huy, có thể cùng mọi người đi tới trận đấu này, tôi đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi. Tiến sĩ Skullman, cảm ơn ông. Isaac, sắp hết thời gian rồi, tôi không chịu nổi nữa đâu. Chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành cái sứ mạng này. Maya. Isaac à, đã đi. Mai à, Isaac, cảm ơn cậu. Chúng ta là đồng đội tốt nhất. Không ngờ có thể phát huy sức mạnh vượt quá 100%. Mai, tốt lắm. Sức mạnh cậu càng mạnh thì ta càng mạnh. Cú sút chân không, không giờ. Hoạt hóa siêu cấp, cự lực siêu nguyên tử. Hoặc quá siêu cấp thập tự giá cứu chuột. Ha 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 ha
Mai à. Isaac, cảm ơn cậu. Tạm biệt. Mai à. 3 tháng sau. Sau khi kết thúc trận đấu với tiến sĩ Stan, chúng tôi đã khôi phục lại cuộc sống như trước kia. Trở về trường, đi học. Cuộc sống giống như là lúc trước, không có gì thay đổi. Ủa? Xin lỗi nha Timmy, cậu khỏi nói là xin lỗi đi. Tôi và cậu dùng bóng đá CGO quyết định thắng thua. Tiếng xin lỗi này coi như là bỏ qua. Hả? Dựa vào cậu hả? Đúng là tức cười. Cậu có biết chúng tôi là ai hay không hả? Chúng tôi là nhà vô địch thế giới đó nha. Tôi thấy tốt nhất là cậu nên nói một tiếng xin lỗi thì hơn. Làm cậu khó xử thì kỳ cục lắm đó. Dựa vào đâu mà muốn đấu với mình chứ? Nói thật thì mình cũng không biết nữa. Ai nói chứ? Trận đấu giữa các cậu và đội Samba còn chưa kết thúc mà. Cho nên chưa thể gọi là vô địch thế giới được. Tức buông chết đi được à. Còn nằm ở đây nữa. Máy bay sắp cất cánh rồi đó. Ơi thôi chết rồi, mình còn chưa lấy hành lý nữa. Tiêu rồi, mình cũng vậy. Tới đây. Sao mà chậm quá vậy? Bởi vì thời gian gấp gáp nên mình đã dọn hành lý cho các cậu luôn rồi. Mình xách quá trời hành lý luôn mà. Đi vậy là nhanh lắm rồi đó. Ây da. Tại sao cậu không tự xách hành lý chứ? Đây nè, đồ quý thì phải giữ bên mình chứ. Còn ai sách đâu? Cậu ấy nói là sẽ tự đi. Về phần của Sò thì đã trở về viên, tiếp tục theo đuổi lĩnh vực thứ hai mà cậu ấy thích. Cậu chủ à, tôi đã chuẩn bị xe xong rồi. Còn về phần ba, tôi vẫn có ít cơ hội được gặp ba. Ông ta đang ở trong phòng này. Thống trị thế giới, tiến lên cà. Cậu hả Cát, cậu tới đúng lúc vậy. Đã lấy được mạch xử lý tâm tư cầu thủ đội thứ 7 chưa? Chúng ta đã có mạch xử lý tâm tư cầu thủ đội thứ 7 rồi. Cậu tới đây đi, đá cho xong trận đấu này. Ông bạn già, ông có còn nhớ tôi hay không? Hay là dùng Biomai trong đội quân của Biomai thì quá tốt. Tiến lên đi, cầu thủ CCO cuối cùng của tôi. Chắc máy tính trí tuệ nó bị cái gì rồi. Thật là không ngờ một nhà khoa học thông minh như tiến sĩ Stan lại có kết thúc như bây giờ. Làm bạn bè bao nhiêu năm nay, nếu như tiến sĩ Stan chỉ một lòng theo đuổi sự vui vẻ trong bóng đá thì có thể mọi chuyện đã khác rồi. Theo đuổi hạnh phúc vui vẻ chính là tiêu chí để chúng ta sáng tạo ra bóng đá CCO. Nhưng ai ngờ người hợp tác với chúng ta lại đi ngược với điều đó, rốt cuộc dừng phải kết quả như vậy. Tiến sĩ bóng đá CCO, ông có thể giúp tôi một chuyện được không? Về phần đội chân trần, đương nhiên phải tiếp tục hoàn thành trận chung kết ở giải vô địch thế giới với đội Samba rồi. Chẳng qua... Nè Sô, giải thế giới còn phải đợi rất lâu. Cậu đã chuẩn bị xong chưa vậy? Chúng tôi chuẩn bị xong hết rồi. Lần này chỉ thử sức thôi. Vậy chứ, tại sao Isaac chưa tới nữa? Không cần đâu, có chúng tôi là được rồi. Isaac nói, chỉ cần chúng tôi là đủ thắng rồi. Isaac mà tới thì các cậu thua thảm luôn.
các vẫn hung dữ như xưa. Thực ra Isaac nói chỉ cần một mình so là đủ đánh bại các cậu rồi. Còn tôi, tôi không chơi bóng GGO nữa. Cậu không đi coi họ thi đấu với nhau sao? Hay là cậu đi trước đi, lát nữa mình sẽ tới đó. Chú Bon, sao chú lại để một cầu thủ GGO ở trong nhà kho vậy chứ? Mai, xin chào, tôi tên là Isaac. Tôi là Mai, cầu thủ tiền đạo. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính thức là đồng đội. Đội chân trần chúng ta mãi mãi sẽ ủng hộ cậu. Mai à, cậu bé à, hình như cậu có chuyện không vui hả? Ta có thể giúp gì cho cậu hay không? Dạ không, cảm ơn ông đã quan tâm con không sao. Cậu bé à, cậu có từng chơi bóng đá CCO hay là chưa hả? Bóng đá CCO thật sự rất là thú vị. Ta tin tưởng là cậu sẽ nhất định tìm thấy niềm vui trong đó. Hơn nữa nó sẽ khiến cậu trưởng thành hơn. Ông ơi ông, ông để quên đồ rồi nè. Cái này là... Tiến sĩ bóng đá CCO, ông có thể giúp tôi một chuyện được không? Giúp chuyện gì? Ông có thể giúp đỡ cho con trai của tôi không? Chuyện nhỏ thôi. Mọi người à, Isaac. Isaac, tới rồi hả? Isaac. Isaac tới rồi, cái cậu thua chắc luôn. Là Mai. 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 Hey. Tôi là Mai, cầu thủ tiền đạo. Xin chiếu cố nhiều hơn. GGO người hùng sân cỏ đã trở lại. Bộ kỹ năng xuất bóng phiên bản giới hạn. Cơ hội duy nhất để sở hữu hai cầu thủ cuối cùng của đội chân trần là Darkness và Destroyer. Cùng với bộ khung thành dành riêng cho việc luyện tập kỹ năng ghi bàn chính xác, mỗi bộ sản phẩm bao gồm hai cầu thủ đặc biệt cùng hai chân đế, hai thẻ bài ứng với mỗi cầu thủ, ba bóng GGO và bộ khung thành 12 ô điểm đặc biệt. Hướng dẫn kỹ năng xuất bóng: chân giơ càng cao, lực sút càng mạnh, giữ vững chân trụ để có đà sút tốt nhất. Mục tiêu 4 ô điểm dưới cùng: đặt bóng ở vị trí dưới cùng, lực sút vừa phải, không quá căng. Mục tiêu 4 ô điểm ở giữa: đặt bóng vị trí thứ 2, 3, lực sút lớn hơn. Mục tiêu 4 ô điểm trên cùng: đặt bóng vị trí đầu tiên, kéo căng chân hết sức có thể để có lực sút mạnh nhất. Bộ luyện tập kỹ năng sút bóng sẽ giúp các cầu thủ GGO của bạn thể hiện được toàn bộ năng lực của mình, rèn luyện những cú sút chính xác để sẵn sàng tham dự thử thách GGO người hùng sân cỏ. Trở nên chuyên nghiệp với bộ luyện tập kỹ năng sút bóng chỉ với giá 648.000 đồng. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ số điện thoại 090-222-1724 hoặc theo dõi trên Facebook Người Hùng Sân Cỏ. When you're star-